sống đúng sống đẹp, thứ năm 11 tháng 2, 30 Tết. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn. Sống đúng sống đẹp, thứ năm 11 tháng 2, 30 Tết. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới Tân Sửu. Hôm nay cũng là ngày 11 tháng 2, là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức và là ngày quốc tế bệnh nhân. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta khẩn nài Đức Mẹ Lộ Đức cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả các bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người thân của chúng ta, những bệnh nhân ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người đang nhiễm virus corona. Xin Chúa chữa lành, xin Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc, xin Chúa cho được mau bình phục nếu đẹp lòng Chúa. Và đặc biệt xin Chúa cho tất cả các bệnh nhân biết kết hợp những đau khổ của mình, vui lòng chịu sự khó cho nên, để kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Cầu nguyện cho những người khỏe mạnh mà không biết dùng ơn huệ Chúa cho nên lại dùng sức khỏe thân xác của mình làm những điều lỗi phạm đến Chúa và xúc phạm đến anh em. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả các bệnh nhân và chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho họ. Xin quyền năng lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ Lộ Đức, mẹ của lòng thương xót, Thánh Giuse, Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Thưa anh chị em, giao thừa. Hôm nay chuyên mục Sống đúng sống đẹp xin dành ít phút cuối năm để chia sẻ với anh chị em và các bạn về giao thừa. Tác giả William Wood, người Mỹ, viết cho tạp chí danh tiếng Reader's Digest, nhận xét rất tinh tế về giao thừa. An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves. Tạm dịch đó là: người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa, trong khi đó người bi quan cũng thức đến nửa đêm để chắc chắn rằng năm cũ đã qua. Hai cái nhìn, một người tích cực, một người lạc quan thì thao thức canh thức để đón mừng năm mới, đón giao thừa. Tống Kiệu Nghinh Tân: đón háo hức đợi chờ. Còn người bi quan cũng thức để chắc chắn đến giao thừa, nghĩa là ồ vậy là chắc chắn năm cũ qua rồi, không có gì hết. Cho nên cái nhìn tuy giống nhau mà lại rất khác nhau. Có cái gì đó có thể diễn tả bằng phàm ngôn và chắc hẳn khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Đặc biệt là mời các bạn suy nghĩ về hai thái độ đó lúc đón giao thừa năm nay. Bạn, con cái của lòng Chúa thương xót, háo hức, hăm hở, hồi hộp, hoan hỷ để đón giao thừa trong nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào nhà năm mới mà chúng tôi thực hiện trong đêm hôm nay. Mời các bạn mở, thay vì lời Chúa mỗi ngày
thì lời Chúa trong đêm giao thừa với nghi thức đón Chúa có chia sẻ lời Chúa trong đó. Mời anh chị em chúng ta đón. Rồi cái người bi quan, nếu mà các bạn là những người bi quan thì các bạn đón giao thừa để chắc chắn rằng năm cũ qua đi, không có gì thay đổi. Chỉ là cái cũ rồi sang cái mới, rồi sang năm nó lại là cái cũ. Vì vậy, theo Hán Việt Tự Điển Dần Yếu của tác giả Đào Duy Anh, giao thừa nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. Thời điểm năm cũ qua, năm mới đến. Phải thấy được cái linh thiêng đó. Thấy được cái linh thiêng đó. Khi mà các bạn nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, tiếng chuông chùa vang lên, tiếng còi hụ. Năm nay ở Việt Nam chương trình là có đốt pháo bông, nhưng mà vì đại dịch virus corona cho nên là tạm ngưng tất cả các chương trình đốt pháo bông để tránh sự tập trung. Và như vậy thì cũng tiết kiệm được một số tiền lớn. Mà ước mong gì cái số tiền tiết kiệm đó để làm việc bác ái giúp cho những người nghèo. Thay vì đốt pháo bông thì tặng cho những người nghèo một cái bánh chưng ăn Tết. Đó là pháo bông nó nở rộ hơn, vui hơn nhiều. Biết có làm được hay không? Có muốn làm hay không chứ còn làm được chứ. Có tiền có quyền mà không làm được thì thôi, chứ còn ai mà làm được. Phải không thưa anh chị em? Có tiền có quyền nhưng mà thiếu cái gì không làm được. Thiếu cái gì không làm được? Thiếu lòng thương xót. Có lòng thương xót thì nghĩ là nhiều cách lắm. Nhiều cách lắm. Tại vì mình không nghĩ đến mình nữa, nghĩ đến người khác thì có nhiều cái để mà làm lắm. Như đêm nay anh em chúng tôi sẽ cứ hai người một là dắt nhau đi đến những gầm cầu lề đường, những người vô gia cư, những người phu quét đường đêm giao thừa để mà thăm chúc Tết và tặng quà cho họ. Rồi cứ làm vậy thôi, vui chứ. Mình đón giao thừa bằng cách đó. Người khác đón giao thừa một phiên gác đêm, đón giao thừa một phiên gác đêm. Vì mình đón giao thừa trong lòng thương xót Chúa thì mình đi thể hiện lòng thương xót Chúa cho người khác. Cho nên giao thừa là cái khoảnh khắc rất đặc biệt, cái thời điểm chuyển giao năm cũ để đón nhận năm mới. Việc đón giao thừa được gọi là lễ giao thừa hay là lễ trừ tịch. Thời khắc quan trọng này, người ngoại dành để cúng tổ tiên, bói kiểu. Người Công giáo chúng ta có thói quen tốt lành là đi tham dự thánh lễ giao thừa rồi hái lộc xuân, là lời của Chúa đó. Anh chị em lấy lộc xuân là anh chị em đón nhận lời của Chúa. Đây, lộc xuân. Anh chị em sẽ đón nhận được lộc xuân như thế này. Thí dụ như thế, chúng tôi treo, rồi anh chị em lên anh chị em hái lộc xuân, rồi anh chị em về anh chị em treo ở trong gia đình của mình. Thí dụ như thế, đây là một lộc xuân. Rồi về nhà đọc, thí dụ thế. Rồi đây là một câu lộc xuân khác. Đấy. Thưa anh chị em, có nhiều người ở bên nước ngoài rất là dễ thương. Có mấy chị em bên Đức nói cha, cha nhớ nha, đêm giao thừa cha bốc cho chú con nha. Cha nói là cái này bốc cho con Phương này, bốc cho nó này, bốc cho con Thùy này, rồi bốc cho con Kim này, rồi cha chụp hình cho gửi cho con. Cũng dễ thương. Có những người bên Mỹ cũng dặn là cha nhớ bốc cho con một lộc xuân nha, nhớ đêm giao thừa bốc. Rồi tôi hứa tôi sẽ làm. Đây là những lộc xuân mà đêm giao thừa chúng ta cùng đón lộc xuân như thế này đây thưa anh chị em. Cho nên chúng ta đón lộc xuân lấy lời của Chúa đem về để chúng ta sống trong năm mới này, năm Tân Sửu này. Như vậy thì chúng ta thấy là ai cũng có niềm tin. Mình nói là mình vô thần, nhưng mà thật ra là mình rất tâm linh. Nếu mà vô thần thì sao lại cầu mong những điều tốt lành trong năm mới? Nếu mà vô thần sao lại cầu khấn đi cúng, đi vái vân vân. Cho nên trong sâu thẳm mỗi người chúng ta đều có đời sống tâm linh. Dù có thể ngoài miệng mình nói là mình vô thần thế này thế kia, nhưng mà thực sự chẳng có ai gọi là vô thần hết. Trừ khi con vật nó không có đời sống tâm linh, nó không có linh hồn thôi. Còn con người ta có đời sống tâm linh, có thể xác, có tinh thần,
có linh hồn, không thể chối cãi được đâu. Nếu mà không có linh hồn, không có đời sống tâm linh thì mình cúng ông bà để làm cái gì? Thấy không ạ? Chết là hết mà. Thế 30 Tết, đêm 30 Tết nè, mình làm mâm quả, mình cúng mời ông bà về ăn Tết. Đó là sự thiêng liêng. Có anh bác sĩ, anh ấy bảo chúng con là bác sĩ nhưng mà chúng con tâm linh lắm chứ không phải là vô thần đâu cha. Bảo sao vậy? Vì cha nghĩ coi, nếu mà nói là không có linh hồn, vậy cúng ông bà làm cái gì? Và nếu mà cúng ông bà theo nghĩa vật chất, nghĩa là vừa mới cúng cái ông bà bảo tà đời cho chạy đi hết. Mời ông bà về ăn Tết, vừa mới cúng xong thế ông bà cười, tà đời, có gì cho ta ăn không? Chắc còn cháu nó chạy hết sang năm không nào dám cúng nữa. Thế thì mình mời về có nghĩa là mình mời cái sự hiện diện tâm linh, sự hiện diện thiêng liêng. Như thế thì rốt cuộc lại trên cõi đời này chẳng có ai gọi là vô thần đúng nghĩa. Cho nên niềm tin đó có thể thể hiện qua việc là mâm ngũ quả đó. Mỗi vùng miền có thể dùng những loại khác nhau, nhưng họ kiêng kỵ các loại trái cây có tên na ná với những từ có nghĩa xấu. Ví dụ như là họ không cúng trái cam, vì cam nghĩa là cam chịu, cam chịu không được. Hoặc là chuối, họ cũng không cúng chuối. Chuối đồng nghĩa với chuối, chuối đầu, chuối mũi, chuối nhủi, là nghĩa là vất vả đó. Nhưng mà ở Nam Bộ đó thì anh em thấy là người ta thích những trái mà nó có ý nghĩa, giống như trái thơm, tức là trái dứa đó. Ý nói thơm tho, danh thơm tiếng tốt. Hay là trái sung, nghĩa là sung túc, đầy đủ, dồi dào, hoặc đu đủ. Một câu thể hiện cái mong ước khiêm tốn là mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, và cúng thêm trái xoài gọi là cầu dừa đủ sai. Thêm một cái mức mà hơn nữa là mãng cầu, trái dừa, đu đủ, cây xoài, thêm trái sung, cầu dừa đủ xài sung ngũ quả. Thưa anh chị em, với người Kitô hữu chúng ta không có tin vào những cái chuyện dị đoan như thế, vì chỉ có Thiên Chúa mới chính là Chúa Xuân đích thực, không có chuyện hên xui may rủi, nhưng mà tất cả đều nằm trong thánh ý của Chúa. Mà thánh ý của Chúa, chương trình của Chúa là luôn muốn cho con người ta sống hạnh phúc đầy đủ. Ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Cho nên ngay từ đầu thánh lễ, giáo hội dùng lời kinh thánh để cầu chúc mọi người trong giây phút giao thừa linh thiêng: cúi xin đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ núi thánh Sion. Thánh Vịnh 134 câu 3. Thưa anh chị em, một cái suy nghĩ thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em trong đêm giao thừa, đó là vấn đề thời gian. Người ta đang đồng hồ đếm ngược thời gian: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pum! Đêm giao thừa pháo nổ. Thời gian vẫn vần trôi như chiếc kim đồng hồ mãi vần xoay. Thời gian không có đợi ai. Ngày hôm qua đã thành quá khứ. Ngày mai mùng 1 thì chưa tới. Ngày 29 thì qua rồi. Còn bây giờ hôm nay 30 Tết đây, lúc này đây, bây giờ đây, here and now, đang ở trong tầm tay. Có thể nói món quà quý báu nhất mà Thượng Đế ban cho chúng ta chính là thời gian. Thời gian lại đi rất nhanh. Nếu chúng ta không biết tận hưởng thì thật là uổng phí. Thời gian sẽ không chờ. Thế nên đừng chờ sau này mới làm những việc mà đáng lý mình nên làm bây giờ. Nếu không làm hôm nay thì không biết ngày mai chúng ta còn có cơ hội hay có khả năng để thực hiện ước mơ của mình hay không. Ví dụ, có người con nghĩ rằng khi lớn lên sẽ phụng dưỡng cha mẹ, thế nên tuổi nhỏ cứ lười biếng, sống thiếu trách nhiệm với gia đình. Nhưng khi lớn lên, cha mẹ còn đâu để mà thảo hiếu.
Rồi có những người cha người mẹ tưởng rằng mình còn nhiều thời gian để xây dựng mơ ước, cho nên cứ trì trệ không lo cho tương lai, đến khi già vẫn chưa có một mái nhà để nương thân. Có những bạn trẻ tưởng rằng thời gian còn dài, thế nên vẫn cứ vui chơi, có khi sa đọa, đến khi bệnh tật mới biết rằng mình không còn cơ hội cho tương lai. Có bao nhiêu mộng ước dệt rất nhiều nhưng vẫn dở dang vì không đủ thời gian để hoàn thành. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp, chẳng dám ăn tiêu gì cả, tích cóp cả đời. Anh ta để dành được cả một cái gia tài lớn. Không ngờ một ngày thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra rằng mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Cứ lo đầu tư hết dự án này đến dự án nọ, hết ngàn tỷ này đến ngàn tỷ nọ. Bây giờ thần chết gọi, như Chúa Giêsu nói, liệu đêm nay người ta đến đòi mạng ngươi thì ngươi tính sao? Thì anh ta mới nài nỉ, tôi chia 1/3 tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần Ngài cho tôi sống thêm 1 năm thôi. Thần chết lắc đầu, không được. Vậy tôi đưa Ngài 1/2 gia tài của tôi, thì cho tôi sống 1/2 năm thôi được không? Anh ta tiếp tục nài van. Thần chết vẫn lắc đầu, không được. Anh ta vội nói, vậy tôi xin giao hết của cải của tôi cho Ngài, Ngài cho tôi 1 ngày thôi được không? Không được. Vừa nói, thần chết vừa đưa chiếc lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối cùng, thế thì Ngài cho tôi 1 phút, 1 phút thôi để tôi viết chúc thư vậy. Lần này thần chết gật đầu. Anh ta run rẩy viết 1 dòng chữ. Bạn biết anh ta viết dòng chữ gì không? Cả 1 đời chắt bóp, cả 1 đời chắt chiu, cả 1 đời cày, không dám ăn tiêu, không dám chia sẻ, không dám cho ai gì cả. Bây giờ thần chết gọi về, 1 phút đổi tất cả gia tài 1 đời, viết được 1 dòng chữ. Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày, thậm chí là 1 phút 1 giây cũng không có nữa. Thưa các bạn, thời gian thật quý hóa. Quý hóa vì nó đi mà không trở lại. Thời gian cho ta làm việc, cho ta hưởng niềm vui, nhưng chúng ta không để lỡ thời gian khi lao vào những đam mê lầm lạc, vào những hăng say tranh chấp bon chen với cuộc đời. Chúng ta đã đánh mất niềm vui của thời gian hiện tại. Cái mà tôi đang sống đây mới là thời gian thực, thời gian để sống, để vui hưởng những gì Chúa đang ban cho tôi, những cái gì tôi đang có đây. Lúc này bây giờ đây là ân huệ Chúa ban. Và Thiên Chúa thấy lúc này ở đây bây giờ là ân huệ tốt nhất mà ta đang ban cho con. Đừng có tiếc cái gì đã qua, và đừng có mộng gì sẽ sắp đến mà không chịu làm và không hưởng, vui hưởng cái hiện tại. Tương lai thì mù mịt, hiện tại mới quan trọng. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, hãy sống thật vui vẻ, lạc quan với hiện tại. Đó là cách mà ta không lãng phí thời gian. Hiện tại vui không hưởng, cứ lo giận với hờn để làm cái gì? Hiện tại không vui sống, cứ lo tức với buồn để làm cái gì? Nghĩ thì coi thưa anh chị em, mình tức, mình buồn, mình giận, mình hờn thì có được cái lợi ích gì đâu. Mà người ta có mất mát gì đâu, chỉ có khổ cho mình thôi. Vì mình mang cái tức vào trong người mình, cái buồn vào trong người mình. Tại sao mình cứ để cho người ta làm mình buồn, mình tức làm chi? Vì người ta hơn mình. Mỗi người Chúa ban cho một cách thức ân huệ khác nhau. Mà đối với Chúa, người này ban cái này là tốt nhất, và đối với mình ban cho mình cái này là tốt nhất rồi. Đừng có làm thay Chúa. Chúa ơi, để cho con điều khiển cái chương trình này cho sao xóa hết tất cả, còn đúng mình con mình mày sống với ai mà suốt ngày ta khổ vì cái đó.
bây giờ chỉ còn ít phút nữa là sang năm mới rồi. Các bạn nhìn lại coi, một năm vừa qua tôi sử dụng ân huệ Chúa ban cho tôi như thế nào, thời giờ, sức khỏe, năng lực, và nhất là trong lòng tôi đó. Còn lấn cấn cái gì không? Còn buồn, còn hờn, còn giận với chồng, với con, với vợ, với hàng xóm, với anh chị em, với người bạn trong nhóm, người bạn trong ca đoàn, người bạn trong lớp, người bạn trong công ty xí nghiệp, và nhất là với những anh chị em trong nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Không có lý nào mình cất tiếng xin thương xót chúng con và toàn thế giới mà mình không biết thương xót những người khác, người trong nhóm của mình, để thương, tha thứ, xót thương họ. Dẫu gì đi nữa, họ vẫn là con Chúa. Mà đã là con Chúa mà mình cũng là con Chúa, thì dẫu gì đi nữa cũng vẫn là anh chị em với nhau. Không có cách nào khác. Không có cách nào khác. Còn nếu mà mình loại họ ra, có nghĩa là tự mình loại mình ra khỏi lòng thương xót Chúa. Dẫu mình vẫn còn đọc kinh, vẫn còn hát, vẫn còn tham gia, nhưng mà lòng mình đã không còn là lòng thương xót nữa rồi, thưa anh chị em. Cho nên thời gian Chúa ban cho con người dài ngắn khác nhau. Điều đáng tiếc là ít ai bằng lòng với hiện tại. Không bằng lòng với hiện tại cho nên con người ta hay lo lắng, bon chen, dùng mọi khả năng, sức lực, tâm trí mong sống dài hơn, giàu có hơn, danh vọng hơn, quyền lực hơn. Khi đã đạt đến mục tiêu rồi, con người lại cảm thấy một khoảng trống vắng mà tất cả những lạc thú trần gian không lấp đầy được. Dường như cuộc đời chẳng có gì vừa ý, chẳng có gì tọa nguyện, vì mình được voi đòi tiên, đứng núi này trông núi nọ. Cứ đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Thôi xuân này cứ vui xuân này đi, xuân xưa thì nó đã xưa rồi. Xuân này thì không vui nữa, cứ đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Xong rồi đón xuân này tôi mong xuân tới. Cứ xuân xưa với xuân tới, còn xuân này thì không vui. Bảo xuân này chắc năm nay không có Tết. Bảo sao vậy? Năm nay dịch vì không có Tết đâu cha ơi. Có phải dịch nó làm mình không có Tết đâu? Dịch thì kệ mày chứ, Tết thì ta vẫn cứ Tết chứ. Tại sao mày lại bảo là có dịch rồi lại không có Tết là sao? Mà không có đi đâu được, bộ đi mới là Tết, còn ở nhà không là Tết à? Chẳng có văn nghệ văn gừng gì cả, chẳng có tiệc tùng liên hoan gì cả. Cứ phải có văn nghệ văn gừng, tiệc tùng liên hoan, đánh bài đánh bạc mới là Tết à? Thế không ạ? Sao mình vậy, mình hát Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Hát như vậy mà có Chúa đây mà chưa thấy mùa xuân, chưa thấy Tết, mà phải đi chơi mới là Tết, đi du lịch mới là Tết, có tiền lì xì mới là Tết. Đứa này lì xì nó bảo còn tiền nữa đâu cha. Lại Chúa tôi lộc xuân nó bảo tiền nữa đâu cha, thì tôi không biết tôi lấy nó làm sao bây giờ đây. Trời ơi là trời ơi. Mỗi vậy thôi ý à. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, mà đưa nguyên mùa xuân cho nó mà nó bảo có vậy thôi à. Anh chị em, trong giây phút giao thừa là thời gian chuyển tiếp giữa cái cũ với cái mới, một thời gian, một thời khắc chuyển sang năm mới. Hãy gác lại tất cả những lo âu chăn trở, buồn, giận, hờn, gác hết lại, dâng hết lên cho Chúa, để sống trọn vẹn giây phút này thật bình yên và hạnh phúc. Hãy phó dâng cho Chúa như muôn chim muôn hoa, để cho Chúa thực hiện theo sự quan phòng của lòng thương xót Chúa. Tín thác vào một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa thương xót là một Thiên Chúa chỉ biết yêu thương, chỉ muốn hạnh phúc và bình an cho con người. Và chúng ta là con cái của Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, đã dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, thì hãy để cho hình ảnh Thiên Chúa ấy, một hình ảnh Thiên Chúa là Chúa mùa xuân, rực sáng trong tâm hồn chúng ta qua lời nói, suy nghĩ, hành động, việc làm của chúng ta, là con cái của Thiên Chúa, Chúa giàu lòng thương xót. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là
mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Trái tim Chúa dâng thư thái, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương, trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương.